mời quý vị đến với Chuyện phố phường thứ tư. Xin chào bà già Noel. Không phải, người ta là July 4, hậu July 4. Ủa, mới hôm qua đây. July 4 sao giống cái cây Noel quá. Không phải. Không chỉ, cái màu khác. Giống cây đèn cày. Đỏ. Không, đỏ trắng với lại màu xanh nè quý vị. Bởi như là màu, cái này là màu cờ rồi chị. Nè, xanh đỏ trắng nè. Trời, tội nghiệp kia phải ngồi bào chữa từng từng bộ phận một vậy. Cái này màu cờ này chị, cái này xanh xanh trắng trắng này chị. Chứ tự chị với Lu nói em là bà già Noel cho nên em phải bào chữa chứ. Sao chị không nói là cô già Noel hay là cô trẻ Noel? Quý vị ơi, coi như là mình ăn mừng July 4 cũng bị người ta dị nghị, thấy quý vị thấy chưa? Cái gì nó cũng vừa phải thôi, với ông cái gì nó cũng đừng có quá ô về mà cũng đừng có over. Ô giờ, ô về, over phải ra thanh nhã như chị Trang Thanh Lan vậy, phải không? Coi như là cái áo rất là thanh nhã, tướng tá rất là thanh nhã. Chỉ có cái tính tình là hơi bị không thanh nhã thôi. Trời ơi, đi với bụng bảo cà sa, đi với ma mà ô giấy chứ. Em đâu phải là ma. Ngồi với ma mà mình bụng đâu có được em đâu. Em là một hot boy mà. Dám. Còn bên này chị ngồi với ma như đây là bụng mà chị. Không có đâu, coi như chị đây mặc toàn là ma. Quý vị ơi, có một tin rất là vui mà chúng ta phải thông báo là quý vị nhớ là từ đây trở đi trên khắp thế giới, quý vị có thể xem toàn bộ chương trình của Vietface TV luôn nha quý vị. Rất là đơn giản. Vào website vietface.com. Đó, chỉ cần vào vietface.com là quý vị xem được. Không biết là vietfacetv.com hay là vietface.com, quý vị sẽ xem được trên mạng, coi như là 24/24 toàn bộ chương trình của Đài 57.2. Ồ, vậy đó. Ngay tại local, đầy đủ hết từ A tới Z luôn. Và quý vị nhớ là chương trình Chuyện phố phường có thể xem sớm hơn một tiếng. À, xem sớm hơn một tiếng là trên mạng đó. Cái đó đâu phải YouTube phải không? Không phải YouTube. Oh, cái đó quá. Thì quý vị TV đó, quý vị coi 57.2 là vietface.com thì quý vị coi được trước một tiếng đồng hồ, có nghĩa là 5 giờ chiều rồi quý vị giờ California là coi được rồi. YouTube thì 6 giờ mới lên, nhưng mà kênh này đó thì quý vị không có bỏ lời nhắn, không có bỏ những lời ủng hộ vẫn lẫn phản đối được, mà quý vị bắt buộc phải bị coi. Chúng tôi có làm gì quý vị cũng phải coi. Dữ vậy sao? Chỉ có qua YouTube là coi như quý vị mới xả được phải không? À, qua YouTube thì quý vị mới xả được. Chứ còn đâu cách sau này chị thấy khen mình không chứ đâu có xả. Đúng rồi, đúng rồi. Ôi, lâu nói lâu giỡn cũng, vậy lâu thôi. Lâu lâu cũng chứ. Có những tin chẳng hạn như là nghe thằng đó nó quảng cáo là bán lúa giống tiền mất tật mang chẳng hạn. Lâu lâu có người nói vậy để ý quý vị ơi. À, không quảng cáo mà không có được á là cũng không có được ở trên đây đâu. À, việc Face nhưng mà TV chị thấy những khó. Cái lời khen của mình chị cảm động lắm, chị nói thiệt. Đúng rồi, giấy này chị coi như là mọi người thương mình nhiều hơn chị cảm động phải không? Em có giấy. Ủa, giấy đâu mất tiêu rồi. Ví dụ gì, giấy gì chị nói chị cảm động anh lo nó vô duyên vậy đó. Nó vô duyên. Đó là em cũng ngạc nhiên ghê, em không biết chuyện gì tự nhiên không kiếm giấy. Chị nói chị cảm động á, lên kiếm giấy. Chị bắt đầu chị khui ra với ông, khui ra, khui tiếp, khui tiếp. Khui tiếp đi chị Linh. Thọt thì mới Linh. Thôi quý vị ơi, tới đây là coi như là được rồi ha. À, được rồi đó, được rồi đó. Có cần chị đưa tin trước không hay là... Không, bà già Noel cứ việc đưa tin trước đi, tin gì mà coi như là Noel đó. Đây là một cái tin ly kỳ lắm quý vị. Ông này là một cái ngư dân ở Indonesia mà ổng cho báo chí rồi biết là ổng đã làm bạn với một con cá sấu. À, cá sấu nước mặn nha quý vị, dài 4 mét nha, hơn 4 mét luôn đó. 20 năm rồi chị, hơn 20 năm rồi đã là bạn cá sấu. Ổng kể lại hồi xưa đó quý vị, là ổng đi, ổng cũng chèo thuyền đi câu đi này kia nọ đó, thì ổng thấy có một con cá sấu chừng khoảng 1 mét nó cứ đi theo ổng. Lúc đầu ổng không có để ý, nhưng mà nó cứ đi vòng cái xuồng ổng hoài quý vị, xong rồi đi tới nhà ổng luôn. Vậy là coi như là bắt đầu là ổng không có nuôi, chỉ làm bạn thôi, nghĩa là ổng có cho nó ăn nhưng mà không phải là thường xuyên. Thí dụ như lâu lâu cái nó tới, nó chưa có kiếm gì ăn được, nó đói bụng phải dành đứa con nít cho nó ăn phải không? Ghê. Ổng cho nó ăn một lần là khoảng 3 con gà quý vị. Ồ, thấy nhưng chưa? Mà ổng ổng cứ cho nó ăn như vậy và bây giờ nó đã làm bạn với ổng hơn 20 năm rồi. Mà khi mà có một thời gian ổng đi làm ở xa đó, đi khoảng mấy năm đó nha, thì ổng nói những người hàng xóm của ổng đó cho nó ăn giùm ổng. Thì coi như bây giờ những người hàng xóm cũng là bạn của con cá sấu này luôn. Mà con cá sấu này nó nhìn thật là khủng khiếp quý vị, tự vì nhìn nó to hơn ổng luôn. Nhưng mà con cá sấu này có căng tu rồi đó ha chị ha. À, tự nhiên cá sấu mà nó hơn 20 năm mà như vậy là coi như là nó là lành hiền lành lắm đó. Thì tự nhiên nó có được ăn no đầy đủ chứ, để nó đói đi. Phải không? Nó đói thì nó cũng sực à. Đâu phải là ổng là thú tính trong con người. Chị tính nói thú tính trong một cái con vật nó không thể nào thay đổi được. Giống như một con beo chị nuôi nó lớn lên trong nhà đó nha. Chị nhớ hồi xưa có cái chuyện beo con thành beo lớn không? Khi nó lớn lên trong nhà cái nó cái người chủ của nó té vô cái bụi gai, cái nó tới nó liếm máu, nó liếm máu để cho vết thương của chủ, nó liếm xong nó ghiền, nó chơi luôn ông chủ luôn.
Tại vì té vô trong cái bụi gai chắc ông đang mắc kẹt, chồng nó muốn cứu ông ra chứ gì. Không phải, tức là té bụi gai xong cái máu chảy nó tới nó liếm máu rồi. Nó hằng máu đó. Tại vì nó cái mùi máu nó khó cưỡng lại. Giống một cá mập cũng vậy chị, cá mập nó cái mùi máu nó làm cho cá mập nó tự ăn nó luôn, nó ăn cái ruột của nó luôn, ăn cục lưng của nó. Ghê ha. Và ngay cả những con rắn á, nuốt cái đuôi của nó luôn, nuốt rồi từ từ nó tự nuốt nó chết luôn. Đúng rồi, con rắn tính nó nuốt. Chị thấy nhiều lần. Còn em thì nuốt cái khác thưa quý vị. Quý vị có biết rằng tương sriracha, tức là tương ớt con gà đó, là một cái món ăn rất là tầm thường ở trên một cái tất cả các tiệm phở, mà bây giờ quý vị vô tiệm là sẽ không thấy chai đó. Và tương ớt sriracha khan hiếm đến nỗi một chai ở từ giá từ 70 Mỹ kim cho lên tới 160 Mỹ kim bạn của chúng tôi luôn mua ở trên San Francisco. Và vui lắm nha chị. Đâu, Trung Tử Lưu bình thường nó đâu có tới 70 Mỹ kim. Bây giờ là 70 Mỹ kim. Thì chị biết rồi. Có 5-6 đồng chai à. Có mấy đồng một chai hả luôn. Khải chi gì không biết nữa. Người hành tinh. Người hành tinh khác. Dạ chị đọc chị áo đỏ. Để em đọc tin nghe chị áo đỏ. Cái tin chai tương này nó lâu lắm rồi. Mà đặc biệt á, là hôm nay là quý vị biết rằng cái vụ tương này nó mấy tháng rồi. Nhưng mà bây giờ cái giá nó càng ngày càng lên, giống như đấu giá vậy đó. Đây là một cái cơ hội cho tất cả những cái hãng tương khác, tương ớt khác. Mà quý vị biết không, Trung Tử Lưu ngày hôm qua đi lục trong tủ, vô tình lục kiếm một cái hũ tương đen thôi, nhưng mà bắt gặp một chai sriracha tương ớt còn nguyên, chưa xài, chưa khui luôn. Bắt được vàng phải không? Tự nhiên không phải. Tự nhiên có 100 mấy hả? Em lúc đó thật sự em ít ăn lắm. Mà tự nhiên mình thấy có một cái chai tương con gà trong cái tủ của mình, mình thấy vui vậy đó. Chị hay ăn lắm, em cho chị đi, chị em ít ăn cái đó. Chị áo đỏ ơi, chị mơ mộng nhiều quá, phải không? Cái đó, của ai người đó xài. Cái tương nó ăn nó tăng thêm phần ngon, cái gia vị của cái thức ăn. Nhưng mà vậy, mình đừng có tập cho mình cái thói quen như vậy. Lỡ mai mốt không có chắc mình chết. Đúng không? Thì mình phải tập ăn cái khác cho rồi. Ăn quen nhịn không quen, phải như chị Lan vậy đó. Ăn gì cũng được, không ăn cũng không được. Đừng đòi nữa nha. Bữa nào mà chị mở miệng chị đòi cháo dịch này kia đó là chị sẽ thấy có một tiếng nói. Cái đó là thường ngày. Có một nghệ sĩ đâm thọt sẽ sẵn sàng. Cái đó là cái sinh hoạt hàng ngày phải ăn. Phải không? Ăn để mà sống. Và thưa quý vị nào mà còn cái chai sriracha đó thì phải xài tiết kiệm. Tôi còn 4 chai. Ủa đâu giữ gì chị? Chị mua. Cái hồi mới đó đâu có ai biết, ở chợ Đà Lạt á bán 6.99 đồng chai. Chị vô chị mua, chị ơi, người có 2 chai à, nói thôi cho chị 4 chai, chị ở xa quá. Ủa okay. Sao người có 2 chai là sao? Người mua được thì chủ có 2 chai à. Cái lúc đó là bắt đầu khó rồi hả? Là bữa chị mua 4 chai. Giờ này quý vị biết không, giờ này chúng tôi luôn mới biết là chị Trang Thanh Lan ngoài cái nghề hát, nghề nói, nghề đóng kịch, hài kịch nữa là còn nghề bán vé, bán chợ đen những chai tương ớt sriracha. Con buôn tương ớt. Chị Linh. Đây là một cái bản tin về cũng ngộ ngộ quý vị. Nó hơi kỳ thú một chút xíu, là vì cái một người, cái bà này nè, bà 73 tuổi ở bên Việt Nam đó quý vị. Mà bà bị đau cái túi mật đó, thì bác sĩ khám rồi này kia, mà tới chừng mà lấy ra đó, ở trong túi mật đó, nó có đến khoảng chừng 2.000 viên sỏi. Wow, ghê quá, cắt mà luôn. Mà cái túi mật mới lớn như vậy đó. Thì người ta phải gọi là ngỡ ngàng luôn. Cắt túi mật. Trời ơi, nhưng mà tới 2.000 viên sỏi gì của cái đó kìa. Coi kìa, chị thấy không, lôi ra quá chị trời. Chị đủ bỏ vô một cái hồ cá đó chị. Trời, thấy hồ cá. Thấy rỡ ngốc. Cái này là mình xong được mấy cái chuỗi luôn á chị, đúng không? Sỏi mà tới chuỗi gì trời. Em tưởng tượng tới cái hồ cá còn chỉ là lên tới cột cần cổ là ngọc trai đâu mà sủi hết chuỗi trời. Chị cũng có một giấc mơ rất là được. Giấc mơ của em chỉ là thả trong hồ cá thôi, còn giấc mơ của chị là đưa lên cổ luôn. Cái này rồi cậu hai sâu á. Mà 2.000 cái viên đá thì cũng kinh khủng trời quá. Còn 2.000 viên khủng khiếp kìa cả nhà. Mà em thấy cái này nó nặng làm sao mà chịu nổi chị. Mà cái túi mật đâu có bao nhiêu đâu trời. Thì đó. Chắc túi mật nó phải sưng lên bữa. Túi mật nó giống như là cái một miếng chút xíu thôi à. Nó lớn quá. Mà như vậy đó, cái túi mật. Túi mật nó phải sưng lên vậy. Thì đó, nó sưng lên đó, nó bằng cái trứng ngỗng luôn á. Bằng trứng ngỗng luôn á. Thực sự trong gia đình em có 2 ông anh cũng đã bị cắt túi mật rồi. Vậy thì nó đâu còn làm gì được nữa chị. Chắc hết cái thành phần. Nó hết có cái kiểu như là. Nó túi mật á, khi bị cắt á, tôi quý vị biết không, nó vẫn bình thường, nhưng mà chúng ta ăn uống không được ăn béo nữa. Không phải hạn chế bớt béo. Lọc. Nó lọc khó. Đúng rồi. Chứ những người xung quanh em quen á, cắt túi mật cũng nhiều lắm á. Mà đâu sao đâu. Quý vị biết không, có một cái tin vui nữa đó. Trước khi chị Lan kể chuyện cười, chúng lưu thông báo một cái tin vui là có một anh tên là Thái Trương đã được nhậm chức cảnh sát trưởng London thuộc tỉnh bang Ontario tại Canada.
Trong buổi lễ thay quyền chỉ huy vào hôm thứ Hai, thì ông Thái Trường đã chính thức được trao quyền chỉ huy lực lượng cảnh sát London tại thành phố London thuộc tỉnh Ontario của Canada, trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè và các đồng nghiệp cũ mới cũng như các giới chức 200 nhân viên dân chính giữa cựu cảnh sát trưởng và anh Thái Trường đã đến dự buổi lễ này. Cái này là coi như là cũng là một trong những cái vinh dự ha chị ha, người Việt Nam của mình làm lên chức cao. Một cái tin nữa là, thưa quý vị, 22 tháng 7 này năm 2023, lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Mỹ nữ World Cup nữ sẽ đá với nhau tại New Zealand trong một cái trận cầu chung một bảng. Và chúng ta phải, em phải đi coi thực cái gì? Sự không? New Zealand mà đi hả? Ở cuộc chung kết World Cup nữ năm nay tổ chức ở New Zealand, Việt Nam lần đầu tiên được vô chung kết và trận đầu tiên sẽ gặp Mỹ. Thì đây qua đó cũng nửa dòng trái đất. Mình coi trên TV thôi. Tức là ra quán cà phê Gipsy đi coi thôi. Hai chị đi coi không? Không. Coi ủng hộ đội nữ. Không biết. Đội biết nữ Mỹ. Không hả? Không biết coi đá banh. Hình như trước khi coi đá banh họ tổ chức chiếu phim đặc biệt cho chị coi luôn á. Không có thích coi phim ba chéo. Chớ. Vô nhiên. Vậy mới dụ chị đi coi được chứ. Vô nhiên. Dụ em. Em có người đầu óc tưởng tượng ra vậy đó mới nói ra đúng không? Thôi chị chơi chuyện cười đi chị. Chuyện cười là cái ông này á, ổng kêu vợ ổng luộn con gà, cái mời bạn bè qua nhậu, uống rượu nhậu phải không? Cái bắt đầu mấy ông ngồi chơi với nhau, mấy ông nói bây giờ mình nói lái đi, ông nào nói lái được cái gì thì cứ ăn cái bộ phận đó. Cái ông đầu tiên hết là ông nói tôi âu cái đàn, cái ông bẻ cái đầu ông ăn. Cái xong cái ông thứ hai ông nói tôi ê cái bằng, cái ông bẻ ông bỏ ê cái mằng là ăn cái mề á. Rồi lấy cái mề ra ăn. Cái ông thứ ba đó tôi ui cái đằng, cái ông bẻ hai cái đùi không ăn. Xong cái ông kia anh cái cánh á, gì ăn cái cánh, anh cái cắn là tôi ăn cánh đó, bẻ hai cái cánh ăn. Rồi cái ông kia ê cái mằng, ê cái mình gì ăn cái gì ăn cái mình là in ăn cái mình in cái mằng ăn cái mình lấy hết cái mình gà ra ăn. Cái ông chủ chưa ăn gì hết, bà vợ bà xót ruột lắm, bà dòm ra bà xót ruột lắm. Cái ông chồng mới nói em ơi nhà còn gì ông đem ra ăn đi em. Cái bà nói còn ôm cái làng. Ghê quá. Quá mặn luôn. Ủa tao đâu có nói gì ta. Đâu có nói sao đâu. Cái lái mà. Em nói đi. Em dịch giùm đi. Dễ sợ. Em không, em chưa tưởng tượng được câu kết cục, nhưng mà có câu kết cục thì một câu rất là đích đáng. Tiếng Việt Nam mình công nhận phong phú thiệt. Và thưa quý vị, bây giờ chúng tôi luôn xin giới thiệu đến quý vị những cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay. Đó là trung tâm Thúy Nga Paris by Night với những sản phẩm đặc biệt. Đầu tiên là probiotic. Chị Linh, đấy. Probiotic là một sản phẩm về giúp cho bổ đường tiêu hóa, giúp ngăn ngừa viêm đường ruột, nhiễm trùng đường tiết niệu, ngăn ngừa tiêu chảy, ngăn đứng trào ngược axit từ dạ dày, thải độc tố, giúp cải thiện chức năng gan, cải thiện làn da, giảm béo phì, báo bụng, giảm cholesterol, giảm ức chế tế bào gây ung thư dạ dày trực tràng, bằng quang tuyến tụy, điều hòa miễn dịch, cơ địa dị ứng và viêm khớp dạng cấp. Và đây là một hộp có 120 gói, uống một ngày từ 2 tới 3 gói, là một sử dụng được 1 tháng rưỡi đến 2 tháng. 120 đồng quý vị mua một hộp sẽ phải trả cước phí, mua hai hộp được miễn cước phí. Sản phẩm thứ hai là soybean lecithin folic acid, chị Trang Thanh Lan đang cầm. Đây là một sản phẩm gọi là sản phẩm bổ não, thưa quý vị, làm từ mầm đậu nành, hỗ trợ chức năng não bộ và thần kinh, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, cải thiện hệ thần kinh cho những người mắc bệnh Alzheimer, Parkinson, giúp chống đông máu cục trong não, ngăn ngừa đột quỵ tai biến, cải thiện chức bệnh mất ngủ, ngăn ngừa lão hóa, hỗ trợ phòng ngừa loãng xương, cải thiện chức năng tình dục. Quý vị có thể gọi vào những số phone trên màn ảnh để mua này, 300 đồng một hộp thì quý vị được miễn cước phí. Và thưa quý vị, cứ chụp hình cái số đó hoặc là vào website thuynga.com. Thuynga.com là website mới của Thúy Nga, không còn Thúy Nga Shop nữa, mà chỉ cần thuynga.com nha quý vị, để vào mua những sản phẩm mà chúng tôi giới thiệu. Quý vị tại miền Nam Cali, quý vị cao niên muốn đem đến tận nhà cho quý vị có thể gọi cho Tân Tú Quỳnh với số điện thoại 7146127309 để chúng tôi phục vụ cho quý vị. Công ty thứ hai sẽ được giới thiệu đó là công ty Bình Hai Lúa Cây Nhà Lá Vườn và Home Garden, thưa quý vị. Đây là một công ty quý vị có thể đem về nhà mình những cái khoảng quê hương ở xứ người với 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 10 cây, 20 cây, 200 cây luôn cũng được luôn. Những cây á châu như mãng cầu, mận, xoài, cốc, ổi, vân vân, rất là nhiều loại bưởi da xanh, cam, quýt.
Và quý vị có thể mua cành, ghép cành, một cây, ba cây, bốn cây, bốn loại trái cho một cành, ba loại trái cho một cành ổi. Dù ổi đỏ, ổi trắng, ổi xanh gì cũng có. Bưởi da xanh về nhiều lắm á. À hả. Và bưởi da xanh quý vị mua về trồng, đang có cái đợt bưởi da xanh về rất là nhiều, là cái cây đó nha quý vị. Xin quý vị gọi cho số phone của anh Bình Hai Lúa và chị Mỹ Lan ở đây, để lời nhắn lại để họ gọi lại nếu như không bắt phone, bởi vì có rất là nhiều cú phone gọi vào. Và quý vị cứ kiên nhẫn để lời nhắn để cho chị Mỹ Lan hoặc là anh Bình Hai Lúa gọi lại. Quý vị có thể mua phân, mua những cái dụng cụ làm vườn Home Depot không có tại đây. Quý vị muốn bán sỉ, bán lẻ cây cối, cây ăn trái vân vân, muốn thiết lập nhà vườn, muốn thiết lập những cái ngôi nhà xanh, thiết lập hệ thống tưới, liên lạc với công ty cây nhà lá vườn và Home Garden. Tiếp theo mời quý vị theo dõi công ty SK với những sản phẩm đặc biệt về tóc. Sản phẩm đầu tiên của họ là shampoo và conditioner, đó là một sản phẩm về tóc giúp cho tóc bóng, tóc mượt, tóc không bị gầu, không bị gãy và chống tóc rụng, đó là một bộ hai chai. Ngoài ra bộ thứ hai của họ, thưa quý vị, đó là chai hair mask giúp cho quý vị tóc sẽ bóng mượt do những cái bộ tóc đã bị làm tẩy tóc nhiều, xài sấy nhiều mà để cho tóc khô, tóc không có mượt nữa, thì chúng ta có thể dùng cái chai SK hair mask này. Ngoài ra chúng tôi còn có những cái loại serum mọc tóc, thưa quý vị, một chỉ cần hai chai serum mọc tóc, quý vị sẽ có một mái tóc mọc trở lại rất là nhanh, và chỉ dùng sau hai chai mới có kết quả. Ngoài ra họ còn có cái argan oil về cái thuốc nhuộm màu, mà một lần nữa chúng tôi luôn giới thiệu đến quý vị là chị Mỹ Linh hôm bữa thứ hai chị mới nhuộm lại. Quý vị ơi, chúng cái mái tóc này bây giờ được lại, nó coi như là nó mới mẻ hơn, màu rồi kia nó sáng đẹp hơn nè quý vị. Cái rất chai... nhiều quý vị cũng rất là thích cái màu này. Đặc biệt là nó là shampoo, conditioner và thuốc mọc tóc cùng chung, thuốc gội đầu, nhuộm đầu cùng chung, nên làm cho quý vị nó có chất argan oil dưỡng tóc luôn, nên chúng ta nhuộm đầu mà không sợ bị tóc rụng, không sợ bị hư tóc, không sợ bị hư da đầu. Ngoài ra có bốn màu để cho quý vị chọn lựa. Ngoài, chúng tôi cũng có cái chai, cái hộp mà gọi là cái hộp Peel Mask Heal, để giúp cho những cái chân khô, chân chai, chân bị không bị đứt nẻ đó trở lại lành lặn như cũ. Nếu quý vị ngâm trong cái vớ này khoảng 2-3 hộp như thế này, một hộp nó có hai đôi vớ. Cùng cuối cùng đó là của họ là một cái chai SK Collagen SK 4 chống nắng, chống nám, chống nhăn, chống nhờn, và giúp cho da bóng đẹp, căng da mặt, mà giúp cho tuổi trẻ trên làn da. Và mời quý vị gọi cho chúng tôi, anh Scott ở số điện thoại 714-272-1271 để làm đại lý nha quý vị. Còn tại các tiệm ở miền Nam California, các chợ đều có bán cái SK, nên quý vị cứ việc đến các chợ tại miền Nam California để mua những sản phẩm này. Riêng Tân Tú Quỳnh cũng có đầy đủ trên đường Bô Sa và gửi đi 50 tiểu bang cho quý vị, nên quý vị cứ gọi 714-612-7309 hoặc vào order ở tantuquinh.com. Website tantuquinh.com phải là tiếng Việt và có một cái kênh truyền hình trên đó mới là đúng nha quý vị. Tiếp theo xin mời quý vị đến với Tâm Restaurant. Hôm thứ hai thì Tâm Restaurant phải nói là cái cháo vịt mà đến giờ chúng tôi vẫn nhớ, rất là ngon, rất là thơm. Và mời quý vị đến với Tâm Restaurant để ăn cháo vịt. Cháo vịt tại đây tại sao ngon là bởi vì vịt tươi, lấy từ nông trại, không có bán vịt đông lạnh, nên ăn rồi thì phải nói là cái thịt da của nó thơm, béo, thơm. Thơm, ngon. Và đúng quý vị biết không, nấu cháo cũng rất là ngon. Tâm Restaurant tọa lạc trên đường Brockhurst giữa Lam Sơn và Magnolia, với số điện thoại hiện trên màn ảnh 714-262-3437. Hiện tại mỗi tuần kỷ niệm 5 năm thành lập thì Tâm Restaurant sell 3-4 món mỗi tuần theo với giá sâu đó. Thưa quý vị có thể gọi cho Tâm Restaurant để đặt bàn và hỏi cái món nào sell để chúng ta có thể ăn và tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Những cái món mới ở đây, ngoài cái món quen thuộc như cá he kho rục ăn với cái cơm cháy tuyệt vời không đâu có, thì còn rất là nhiều món ăn cơm phần khác. Cháo lòng đang có giá sale 10 đồng một tô cũng rất là ngon, nhất là cái dội xả của chị Tâm mê mẩn lắm. Món cá nướng da giòn là món mới, cũng như món bò nướng lá lốt mà chúng tôi luôn đang ăn trên màn ảnh. Rồi chúng tôi còn có, họ còn có rất là nhiều món ngon khác để quý vị cơm phần gia đình vân vân, để quý vị, và đặc biệt là cơm hộp văn phòng chỉ có 10 đồng một phần mà chỉ có 2-3 món ăn cộng thêm một chai nước, thay đổi mỗi ngày luôn. Quý vị có thể đến với Tâm Restaurant và Tâm Bakery để mua đồ ăn chơi, đồ ăn thiệt mà được trả bằng food stamp, chương trình food stamp, cũng như là nhớ mang ID khi trả food stamp, cũng như có con robot phục vụ rất là dễ thương, chạy ra chạy vô và bưng đồ ăn tới cho quý vị bằng một cái con robot. Mời quý vị đến với Tâm Restaurant
nhớ là hỏi những cái món ăn sale. Chúng tôi mở cửa 6 ngày trong tuần, đóng cửa ngày thứ tư, mở cửa từ 10 giờ sáng cho đến 9 giờ tối. Và có một cái sân khấu nhỏ nhỏ xinh xinh để cho quý vị có thể ca hát ở đó. Nếu quý vị đặt tiệc, xin gọi hẹn trước với Tâm Restaurant 714-262-3437. Bây giờ là công ty DMG James Arizona, thưa quý vị, công ty DMG James với những sản phẩm đặc biệt về Diamond Lab cũng như là Diamond, gọi là cái Masonite Arizona, rất là sáng, rất là đẹp. Là bởi tại sao? Bởi vì nó cứng như Diamond nên đã chạm khắc bằng 3D được đến 340 vết cắt, nên cái viên ngọc nó sáng, nó chói vô cùng luôn. Và thưa quý vị, được bảo hiểm trọn đời. Quý vị bị hư, bị bể, bị gãy này kia, bị nứt, bị bạc, bị trầy trụa này kia, đều có thể đổi được viên mới. Nếu quý vị bị mất thì không có được đổi, và được bảo hiểm trọn đời. Ngoài ra mua 1 carat 500 đồng, 2 carat 1000 đồng, 4 carat 2000 đồng sẽ được bảo hiểm trọn đời và được tặng thêm một viên Masonite A5 đang có mặt trên thị trường. Và đây là một cái chương trình rất là đặc biệt. Hiện tại đang có những cái viên fancy màu xanh, màu vàng, màu cam, màu hồng, vân vân, tuyệt vời và sáng đẹp. Quý vị cũng có thể mua Lab Diamond, là một cái sự kiện bùng nổ trong năm nay tại Hoa Kỳ cũng như trên thế giới, nhất là Ấn Độ. Thì Lab Diamond là kim cương làm trong phòng thí nghiệm. Nó sáng, nó đẹp, nó có giấy của GIA, của IGI, tức là những cơ quan thẩm định nổi tiếng của Hoa Kỳ và thế giới, mà quý vị có thể mua với giá rất là rẻ, rẻ hơn kim cương thiên nhiên cho đến 8 đến 10 lần. Nên chúng ta có những viên ngọc tuyệt đẹp, giống viên kim cương Chu Tú Lô đang đeo trên tay này, giá chỉ có 3.200 đồng mà 3 carat ba nước G, thưa quý vị. Họ còn có nước D, nước Y, nước F mắc hơn chút đỉnh, nhưng mà chúng họ có rất là nhiều viên kim cương cho quý vị chọn lựa, không than, không bọt, sáng đẹp. Thử máy vẫn là kim cương, bởi vì đó là kim cương của mẹ thí nghiệm, mẹ hóa học đẻ ra. Mời quý vị gọi cho chị Helen ở số điện thoại hiện trên màn ảnh 480-289-1696, hoặc là vào kênh YouTube DMG James để mua những sản phẩm mỗi ngày chị bán trên YouTube, cũng như là quý vị đến với Tân Tú Quỳnh, số 714-612-7309 là số điện thoại, địa chỉ là 9583 Bosa Avenue tại miền Nam California. Đến để xem, cái này không có trên mạng, chỉ có tới trực tiếp ngay tiệm để xem hàng, chọn hàng và mua hàng. Chị Linh, đây là một cái bản tin nó có thể nói là cũng như là về y tế vậy đó quý vị. Thì cái tủ lạnh của mình đó quý vị, ở trong tủ lạnh này nó có rất là nhiều hơi nước, rồi nó gặp cái nhiệt độ mà thấp á, thì nó sẽ bị đông đá, thành biến thành đá. Nhưng mà nếu như mà mình không muốn cái tình trạng mà đông đá nhiều, tự vì đông đá nhiều nó sẽ gây ra là cái tốn điện nè, rồi nhiều khi đá nó đông đá nhiều quá, nó lạnh, nó không có đưa cái hơi lạnh qua bên cái ngăn mát được á chị, thành nó kẹt bên đó đó, thì nó làm cái tủ lạnh của mình chạy không có điều rồi kia đó. Thì mình bỏ vô trong đó một cái cuộn giấy, mà giấy toilet đó quý vị, bỏ vô trong đó một cuộn giấy đó, nó sẽ hút ẩm và nó sẽ làm cho cái nhiệt độ trong tủ lạnh của mình đó nó sẽ điều hòa. Và nó cũng có thể hút cái mùi hôi ở trong tủ lạnh rồi này kia nọ nữa. Cho cuộn nên giấy vệ sinh hả chị? Cuộn giấy vệ sinh đó em mở ra sau em để nhưng trong mà đó, nó cuộn giấy đó mình để đó bao lâu thì mình lấy ra mình xài lại được? Thỉnh thoảng mình lấy ra mình phơi nắng để cho nó khô lại đó, thì nó khô chứ lại mình bỏ vô. Giấy nó có mùi, hút mùi vô luôn không? Nó có hút mùi vô. Nếu vậy mình sao xài lại được? Xài được, mình phơi nắng thì nó hết mùi chứ lưu. Sao mà em phải hỏi em vậy? Hay là em trả lời nó mệt. Tại vì em thấy lu này kỳ ghê, lợi dụng ghê nha. Nó lợi dụng khùng. Cái sự mà gọi là dễ dãi của em đó. Nó bị khùng. Hỏi cái gì đâu không à. Em hỏi một câu nữa là ngày hôm qua July 4 chị vui không? Chị có làm gì không? Vui chứ, rất là vui. Nhưng mà vui trong lòng vậy thôi. Tự vì mình thấy là một cái ngày vui trong lễ. Lòng là vui sao ai biết đâu. Vui trong lòng là vui gì mới được. Hả? Thì trong lòng chị mình thấy vui. Chắc có chuyện em chuyện cũng có kính. Cháo ẩm nha. Mà thưa quý vị, phải nói là July 4 không có đi chơi đâu được, là tự vì thứ tư là phải là chuyện Phúc Phường, thứ hai chuyện Phúc Phường lễ ngày thứ ba, dạ, nên chúng tôi không có đi đâu được thôi. Chỉ có ngồi ở nhà vui nhà trong lòng rồi chị cũng vui trong lòng trời ơi, mà nghe pháo rồi pháo bông rồi này kia đầy trời hết trơn, mình cũng thấy vui rồi đúng không, nao nức mọi người đón chào ngày xong bữa nay mình giống như cây pháo vậy đó. Bởi vậy vừa là cây pháo mà vừa ăn Noel sớm. Thì bởi vậy quý vị thấy không, đó trong lòng mình có niềm chăm vui quẹt, chị, mình thể quẹt. Hiện ra cái niềm vui này là quý vị. Mỹ Linh có thắng mà, Mỹ Linh có thắng. Hôm nay mình vẫn còn gọi như là cái âm hưởng của July 4 với vậy. À vậy hả? Ừ. Âm hưởng. Có lẽ July 4 là ta phải bận cái cờ Mỹ chứ, tự nhiên bận cái này là đấy gì? Đây nè, cái màu cờ Mỹ rõ ràng nè chị. Ủa màu xanh, màu trắng, màu đỏ với màu xanh nè. Màu xanh nhiều hơn. Nó không liên quan. Em thấy chị có thiếu ngôi sao vàng.
tầm 7, tầm 3. Có vụ sao vàng đấy nữa. Hả? Màu đỏ. Có ăn thua gì đâu. Nó bị vô duyên thấy không? Cái này tự nhiên người ta màu đỏ với màu màu trắng rồi màu xanh ở đây nè quý vị. Mà tự nhiên có sao vàng. Nói chung là thấy em nổi quá ganh tị thôi. Đúng rồi, đúng rồi đó. Chị nói chính xác. Mà quý vị ơi, quý vị có một cái tin nữa nè. Cái tin hải hùng nha quý vị. Tại miền Nam Cali thôi. Tức là ở đây á, kỳ nghỉ coi như là mùa hè giờ này sẽ là nóng, nắng nóng đang kéo về California. Chúng ta phải đi ra biển chơi. Mà nếu ra biển chơi đó, các khoa học gia khuyến cáo là phải cẩn thận, coi chừng hải cẩu cắn. Ý, trời ơi. Ừ, hải cẩu đã cắn bị thương 5 người dọc bờ biển miền Nam California tính đến từ hôm thứ 3 tuần rồi. Nó lên bờ luôn hay sao? Hay là mình bơi dưới? Hả? Mình bơi đó chị. Nó lên bờ, mình bơi, nó cắn. Mình bơi hoặc là nó lên bờ. Không, mình bơi mới bị. Những người này đang chơi môn lướt sóng, bơi trên ván lặn dưới nước hoặc, hoặc còn trên bờ cát. Bờ cũng cát bị luôn. Nó cũng nhảy lên nữa hả? Rong tảo độc hại sinh sôi nảy nở quá nhanh làm ảnh hưởng sức khỏe của bầy động vật biển. Các chuyên gia giải thích là hải cẩu đang bị chứng co giật, cảm thấy bất an nên khi tiếp xúc với con người chúng dễ phản ứng và cắn. Nên cẩn thận, nếu không thì bị hải cẩu cắn. Nó có nọc không ta? Cắn có nguy hiểm không ta? Không, nó cũng thuộc loại là con thú vật mà cắn là mình phải đi chích dữ lắm. Vậy là con hải cẩu mắc cười nó có hai cái răng hả chị? Em thấy vướng quá hả? Hai cái răng đó làm sao nó há ra rồi sao nó cắn mình được ta? Nó bị vướng á. Bữa nào em đi bác sĩ trồng thử hai răng vậy. Ba người luôn ha. Ba con hải cẩu đi. Trồng hai răng. Chị Lan kể chuyện cười đi chị Lan. Chuyện cười có ông già đó. Ông triệu tập hết đám thanh niên trong xóm lại. Ông nổ mà. Trời ơi các cháu biết không, ngày xưa bác là từng là vận động viên ấy, thể thao đấy. Nghe bác đấy. Ủa vậy hả bác? Các cháu đâu có biết đâu, ngày xưa là ta chạy bộ 50 cây số mà rượt theo cái thằng thanh niên nó cướp người yêu của ta, ta tát cho nó hai cái bộp tay. Thích quá. Mấy đứa nhỏ nói, rồi bác chạy 50 cây số trở về hả bác? Không, ta trở về bằng xe cứu thương. Coi như là thỏa mãn này thì cũng được thỏa mãn kia là khỏi đi bộ ha. Có khi là bị quấn. Bị quấn lại. Thì xe cứu thương cũng được mà. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi luôn xin giới thiệu đến quý vị những cơ sở thương mại tiếp theo đã bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay. Đó là công ty Image Cosmetics của nữ ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung, là gương mặt đại diện với những sản phẩm đặc biệt về tế bào gốc, nhau thai cừu và collagen Renew Cream. Thưa quý vị, tế bào gốc gồm có 5 chai do 8 bác sĩ Hàn Quốc thực hiện riêng cho thẩm mỹ viện Image Cosmetics và rất là tuyệt vời, giúp cho quý vị phục hồi những làn da hư xấu tổn thương, tái tạo làn da mới và giúp cho quý vị trẻ mãi đẹp mãi với những chai tế bào gốc 5 chai trong một hộp, là một hộp serum tế bào gốc. Ngoài ra họ còn có thêm cái collagen Renewal Cream giúp cho làn da trắng bóng, xóa đi những vết nhám tàn nhang nhẹ và đồi mồi, thưa quý vị, làm cho da mặt quý vị căng bóng, giữ độ ẩm và rất là mát mẻ và giúp cho quý vị trẻ mãi, chống nhăn. Và thưa quý vị, đây là một cái bộ của nó, một cái bộ này là 300 Mỹ Kim. Ngoài ra nếu quý vị bị nám đen, nám mạnh thì chúng tôi lại có một cái bộ khác của công ty. Đó là một cái bộ gồm có 3 chai sẽ giúp cho quý vị để phục hồi lại, chữa những cái vết nám đen, những cái vết tàn nhang hoặc là những vết đồi mồi nặng mà không chữa hết bằng những loại kem thông thường thì phải chữa loại này. Bộ này gồm có 3 chai với giá 320 Mỹ Kim. Quý vị có thể gọi cho cô Tracy để mua những sản phẩm. Họ không có nhiều sản phẩm, chỉ có 2 sản phẩm đặc biệt này thôi. Với cô Tracy 714-709-2222. Bù lại họ có thêm một cái dịch vụ, những dịch vụ thẩm mỹ và làm đẹp. Tất cả các dịch vụ thẩm mỹ, trong đó có dịch vụ căng da mặt bằng collagen vàng, sẽ giúp cho quý vị trẻ lại 10 tuổi, 20 tuổi rất là nhanh, không đau, thưa quý vị. Công ty Cancolator Food là một công ty với một cái thế giới về trà thảo dược. Trà thảo dược giúp cho quý vị vô cùng nhiều ích lợi. Hôm thứ hai thì chúng tôi đã nói về những loại trà này rồi, xin ban kỹ thuật cho những cái hình khác. Hôm nay chúng tôi nói đến trà SI, là một cái loại trà dành cho ngành nail, thưa quý vị. Trà SI là dành cho ngành nail, là một cái trà mà để dành cho những người bị nứt tay, khô tay, lỡ tay vì làm nail nhiều năm, bị hóa chất ăn trong cơ máu, trong cơ thể, không biết làm sao hết. Thì chúng ta dùng trà này để ngâm, vừa uống nước 1, uống nước 2 ngâm và có một chai thuốc kèm theo để quý vị sức. Mà quý vị mà còn mua thêm một cái chai dời leo của chúng tôi nữa đó, thì quý vị sức vô cho những lúc ngứa đó, phải nói là mau hết lắm. Đây là cái kinh nghiệm của những chị làm nail, tưởng là bỏ nghề luôn rồi, bác sĩ bắt bỏ nghề nhưng đã làm lại và trở lại bình thường. Ngoài ra trà XO quý vị thấy đó là một cái loại trà bổ gan, dành cho những người hay nhậu nhẹt, say xỉn,
và cái gan yếu. Chúng tôi còn có những loại trà khác nữa đặc biệt lắm, trà dành cho tăng cường trí nhớ, và chai rượu thuốc này là chai rượu thuốc gia truyền dành cho những người bị té đau, bị dập xương, dập thuốc chân, bong gân vân vân, và nhiều cái tác dụng khác nữa. Mà cái rượu thuốc này là gọi là để cho quý vị xoa bóp và bó lại thuốc rượu này rất là tốt. Mà mỗi người cần một chai, nên cần một chai trong gia đình để chúng ta phòng hờ. Ngoài ra thì họ có 3 loại đông trùng hạ thảo, 1, 2, 3. Loại màu số 1 thưa quý vị dành cho những người bị suy nhược thân thể, bị choáng váng mặt mày hay bị say sẩm, cho những người già, người bệnh, người yếu. Dùng loại số 1 để hồi phục sức khỏe. Loại số 2 dành cho những người bị yếu sinh lý, yếu thận, cần có tăng cường hạnh phúc gia đình của nam lẫn nữ uống loại này. Loại số 2. Loại số 3 dành cho những người bị ung thư hoặc là đang bị ung thư hoặc đã bị ung thư. Chúng ta cần có một cái sức lực mạnh khỏe để xạ trị, hóa trị hoặc là để ăn được, ngủ được. Dùng loại số 3. Tất cả những loại này, những chai đông trùng hạ thảo này, một hộp có 6 chai, mỗi chai 100ml với giá 360 Mỹ Kim một hộp thưa quý vị. Và quý vị có thể gọi cho chúng tôi, công ty phát hành là Tân Tú Quỳnh với địa chỉ 9583 Bosa Avenue, hoặc vào trang web tantuquynh.com hoặc gọi 714-612-7309. Bây giờ thì chúng tôi bước qua hạt nhân sâm của Tân Tú Quỳnh. Đây là một thế giới hạt nhân sâm của chúng tôi, gồm có sâm bột, sâm nước, sâm cao cốt mật ong, sâm củ, sâm lát, tẩm mật ong, rồi sâm tứ quý, rồi sâm xanh, sâm đỏ, rồi sâm đông trùng hạ thảo linh chi, sâm sâm sơn, rồi sâm của Royo, tất cả là nhiều, tất cả đều là hạt sâm, đặc biệt giúp cho những người già, người bệnh, người yếu, càng già càng bệnh càng yếu. Chúng ta có sức khỏe, những người hay đi làm đứng trong quầy hàng coi, hoặc là đi làm assembly, làm trong một cái công đoạn nào đó mà phải đứng nguyên ngày mệt mỏi, chúng ta dùng. Cho những người thích làm vườn, lớn tuổi thích làm vườn, ra làm vườn hay bị mệt, dùng. Tất cả không, những người cao máu, cao mỡ, đau tim đều dùng được, làm cho chúng ta tăng cường sức lực, ngăn ngừa ung thư, ngăn ngừa cúm A, và tăng cường trí nhớ. Nhưng mà đặc biệt là tăng cường sức lực là một cái power lớn nhất mà chúng ta dùng, chúng ta không biết mệt, và chúng ta được hỗ trợ một cái sức khỏe của những người lớn tuổi để chúng ta bước đi vững vàng, nhất là các cụ mà yếu đó, đi không được đó, đi không mạnh đó thưa quý vị, là dùng cái này. Mẹ chúng tôi lưu là từ lúc mà đi phải đi xe lăn, bây giờ thì bà 102 tuổi mà có thể đi tới đi lui được. Đi chậm thôi nhưng mà còn hơn hồi xưa. Thì đúng nhiều. Rồi. Và đây là một những loại nhân sâm này, chúng tôi có nhiều loại nhân sâm lắm. Quý vị cũng có biết là những loại nhân sâm chúng tôi đều có hết. Và quý vị cứ gọi cho chúng tôi ở số điện thoại 714-612-7309 hoặc vào website tantuquynh.com để xem nhiều loại nhân sâm chúng tôi có. Nhất là những loại giống đơn giản giống như là nhân sâm xanh, sâm đỏ nè thưa quý vị. Giúp cho quý vị tan mỡ trong máu, tan mỡ trong gan, và giúp cho diet, giúp cho ngăn ngừa chứng đột quỵ, là bởi vì mỡ trong máu nó đi. Chúng ta có thể thấy bằng cách đi ngoài đó thì thấy mỡ nó đóng váng luôn nếu quý vị dùng loại này, nên nó giúp cho quý vị diet không táo bón, giảm tiểu đường luôn. Một hộp chỉ có 50 Mỹ Kim mà thôi. Rồi đến An Ngư Hoàng Cung là những thứ rất là đặc biệt mà chúng tôi luôn giới thiệu, là bởi vì An Ngư Hoàng Cung để ngăn ngừa đột quỵ, giúp cho những người đang bị đột quỵ giảm bớt và trở lại bình thường, giúp cho những người bị chóng mặt, rối loạn tiền đình, nhức đầu. Cái loại này là để cho quý vị ngăn ngừa một tháng một viên, hoặc là đang bị thì một ngày một viên nha quý vị. Riêng những loại An Ngư Hoàng Cung khác thì chúng tôi có rất là nhiều loại An Ngư Hoàng Cung, nhưng mà những loại An Ngư Hoàng Cung tốt mà chúng tôi luôn giới thiệu, bởi vì đây là hai loại mà chúng tôi đã phải nói là độc quyền, có nghĩa là không ở đâu có hết. Loại này có thể có một công ty nữa có mà cung cấp cho chúng tôi, nhưng mà loại này đó là chỉ có Tân Tú Quỳnh mới có thôi. Những loại An Ngư Hoàng Cung này đã giúp cho chúng tôi rất là nhiều, và rất là nhiều người đã dùng cái An Ngư Hoàng Cung này để hết nhức đầu, hết bị bệnh, hết chóng mặt và đi đứng được mạnh khỏe. Chú nhạc sĩ Tuấn Khanh, chú đã đặt hộp thứ 10 rồi cho cái loại này, là bởi vì chú 90 tuổi ngoài rồi và chú đi đứng hơi mệt mỏi và hay bị chóng mặt đó. Thì chú dùng một ngày 2 viên nên cái loại này. Còn chị Trang Thanh Lan là dùng loại này, và Trung Tử Lưu dùng loại này, chị Mỹ Linh dùng loại này, chị Trang Thanh Lan dùng loại này, anh Nghĩa trong việc Face TV dùng loại này. Rất là nhiều người dùng hai loại, loại nào cũng tốt hết thưa quý vị, và có tác dụng giống y như nhau, là ngăn ngừa đột quỵ và giúp cho quý vị hết đau nhức say sẩm, rối loạn tiền đình, nhức đầu đó, những căn bệnh đó. Rồi bây giờ chúng tôi trở qua những sản phẩm của Tân Tú Quỳnh ngày hôm nay. Thì quý vị cũng biết rằng mùa hè thì chúng ta cần cái phân vi sinh rất là đặc biệt để giúp cho quý vị có thể bón cây, trồng cây ra hoa ra lá, mà đó là phân vi sinh hữu cơ không nơi nào có, chỉ có Tân Tú Quỳnh có thôi. Một cái sản phẩm mà chúng tôi từng hôm bữa thứ hai không có giới thiệu, hôm nay giới thiệu, đó là N38. Đây là một loại thuốc bổ phổi
cực kỳ tốt luôn, mà ba chị em chúng tôi đều dùng hết, giống như là một cái thứ cần thiết. Mà tự nhiên chúng tôi nói nhiều, hát nhiều thì chúng tôi cần phải dùng cái này để cho cái hơi trong phổi nó rất là mạnh mẽ, nó ngăn ngừa cúm. Và cứ 6 tháng một lần, họ là cái ông bác sĩ Hensley này lại update lên những cái chất mới vô để cho nó đi nó theo quen kịp với những cái con vi khuẩn mới. Vi khuẩn mới, nên quý vị biết rằng mua cái N38 uống lâu dài quý vị sẽ rất là khỏe và giúp cho hết ho, quý vị hết bị ho khan ho hay là bị mắc đờm trong cổ và phổi yếu đó. Những người phổi yếu thì nên dùng loại này. Ngoài loại này thì chúng tôi cũng có một cái hộp này cũng quý vị cũng rất là thích, bởi vì uống nó rất là thơm, của Hàn Quốc luôn, mà cũng chỉ có Tân Tú Quỳnh có. Đây là một loại của Hàn Quốc bằng trái lê và hoa chuông. Hoa chuông là một trong những loại dược thảo mà để giúp cho cổ mình ho khan, ho đờm, ho, và trái lê đó. Ngoài ra còn có nhân sâm, kỷ tử, gừng, vân vân trong đây. Một hộp như vậy 1 kg là 240 đồng. 240 đồng có thể uống được 4 tháng nha quý vị. Đó. Ngoài ra chúng tôi còn nhiều loại khác nữa. Nếu mà phải nói về một loại đặc biệt đó, thưa quý vị đừng gọi trong giờ này nha. Có một loại nữa là cái loại thuốc tiểu đường này cũng tốt lắm nè. Cái loại là tiểu đường chúng tôi rất là ít giới thiệu, nhưng mà cái tiểu đường này một hộp trong đây đó nó có nhiều viên, có những cái hộp nhỏ và trong một hộp nhỏ có 16 viên. Nên có 100, tất cả là 140 mấy viên tất cả thưa quý vị, và uống để cho quý vị giảm thiểu tiểu đường, cân bằng lượng đường lại. Chúng tôi còn có một loại thuốc viên tiểu đường, thuốc viên này tiểu đường và trà tiểu đường BG. Đó là ba loại tiểu đường chúng tôi đang dùng. Mà chị biết không, em lại uống cái này với lại cái viên, tại vì em không có thời gian khuấy trà. Rồi quý vị cũng biết là hai cái chai này là hai chai gọi là cải lão hoàng đồng, giúp cho quý vị kéo dài tuổi thọ, và một chai nữa là đẩy hết độc tố trong máu ra ngoài, trong cơ thể ra ngoài, cho những ai mồ hôi nặng, mồ hôi nước mà hay bị chảy nước mắt, nước mũi vân vân thì dùng những cái loại này. Một ngày ngâm trong cái viên sủi bọt, uống một ngày hai viên, còn cái này ngậm một ngày hai viên, chúng ta sẽ có những cái tác dụng rất là đặc biệt. Mà quý vị muốn tìm hiểu thêm thì gọi cho chúng tôi, hoặc là quý vị muốn ở miền Nam California muốn đi thăm công ty để biết, thì chúng tôi cũng có những cái cuộc hẹn để cho quý vị lên thăm. Quý vị có thể trở thành membership để mua lâu dài với giá rẻ hơn, vân vân. Quý vị cứ liên lạc với chúng tôi 7146127309 với số phone hiện trên màn hình cũng như là địa chỉ của tiệm. Ngoài ra chúng tôi còn nhiều loại khác, như cái loại chill out để cho ngủ ngon. Đây là loại chill out là collagen thưa quý vị, để cho ngủ ngon, và rất là nhiều loại dầu thơm khác. Tất cả những loại thức ăn từ gạo cho tới lạp xưởng Lào, conóc, chili chip, rồi điều, tất cả chúng tôi đều còn hết. Gạo nếp ngon nhất thế giới chúng tôi vẫn còn, đều có hết ngay tại tiệm Tân Tú Quỳnh. Và nhiều loại dược thảo khác, giống như là collagen cá cũng mới về, tức là 8 loại cá đó, hay là collagen trái lựu cũng mới về, đầy đủ hết cho quý vị. Nhưng chúng tôi không có đủ giờ, nên quý vị cứ vào trang web tantuquinh.com để xem. Hay là những cái loại thuốc bổ mắt, hay là chai Max One Up này của Hoài Tâm, để uống cho quý vị người đàn ông khỏe mạnh sinh lý đó, khỏe mạnh thân thể lẫn sinh lý, vận lẫn cho cái trí óc luôn đó. Thì cái loại này Max One Up 30 viên chỉ có 40 Mỹ Kim mà thôi. Cuối cùng là cái chai SD thần kỳ này, giúp cho quý vị bỏ đây một giọt trà cho nó khô, rồi đây một giọt trà cho nó khô rít, rồi uống một ly nước là chúng ta có 800% cái tuyến nội tiết tố của người 20 tuổi vô cơ thể. Nên nó làm việc, người 20 tuổi không nhức đầu, người 20 tuổi không mất ngủ, người 20 tuổi không bị đau xương, đau vai, người 20 tuổi gan, thận, bao tử, tất cả đều tốt. Nên cái chai này nó sẽ thay thế, cái chất đó nó sẽ thay thế cho một cái người 20 tuổi trong cơ thể chúng ta. Nên tại sao gọi là chai thần kỳ? Là bởi vì nó quá thần kỳ, mà tất cả các chúng tôi dùng qua đều tốt hết. Và chúng tôi có rất là nhiều cái feedback của khán giả, của tất cả quý khán thính giả, mà của những người tiêu dùng đó, là tôi được hết cái này, tôi được hết cái kia, tôi hết đau cái này, tôi hết đau cái kia, rất là nhiều. Quý vị mà muốn không tin thì cứ gọi cho Tân Tú Quỳnh, sẽ cung cấp cho quý vị những người mà đã được kết quả rất là tốt, để có thể chia sẻ thêm cho quý vị. Tất cả số phone hiện trên màn hình, tại Việt Nam cũng có, tại Canada, Thúy Nga, Paris, Canada cũng có. Nên quý vị lấy máy ảnh chụp và liên lạc với chúng tôi để có những sản phẩm tuyệt vời trong ngày hôm nay. Chị Linh, đây cũng là một cái bản tin quý vị. Cái cô này nè, cổ là người Anh, mới 26 tuổi thôi quý vị, cổ có 3 con rồi, mà cổ mắc một cái chứng bệnh rất lạ là ốm ngán. Ốm ngán mà gọi là từ lúc mà bắt đầu có thai cho đến khi sinh em bé luôn, liên tục luôn, coi như là 9 tháng 10 ngày luôn.
và cổ ói rất là nhiều, ói suốt cả ngày luôn. Đến nỗi là coi như là 6 tháng khi mà mang thai cái cậu bé kia đó, mới có 6 tháng thôi là đã bị răng đã bị gãy một cái. Tự vì cái men răng nó bị hư đó. Khi mà chị ói nhiều quá, axit nó cứ trào ra miệng liên tục như vậy đó, nó làm hư hết răng à. Rồi xong rồi khi mà đẻ con ra đó, một cái là coi như nguyên hàm răng đi hết luôn. Wow. Coi như là gãy, bác sĩ kêu là hư hết rồi, không cổ có thể đẹp nào ghê chứ. Cổ đẹp ấy chứ. Xong rồi không, thì tất nhiên là trồng răng người nước ngoài mà. Người ta đâu có để cái hàm răng người ta bị vậy. Nhưng mà điều người ta nói là cái tác hại của cái chuyện mà cái axit nó làm cho nguyên cả cái bộ răng cổ hư hết trơn luôn. Nó không còn một cái nào luôn á. Tội ha. Thì người ta nói là cái người mà khi mà cái này là không có chữa được, mà cô này là mắc một trong những cái bệnh rất hiếm của phụ nữ. Nghĩa là biết bao nhiêu phụ nữ, mới có 1/10 phụ nữ trên thế giới là mắc cái bệnh như vậy thôi. Cho nên là cô này là cổ cũng xui gặp cái trường hợp đó. Mà người ta nói chữa cái này, bệnh này không có chữa được, cổ chỉ có cái là giống như là chích cái B6 nè, B12 nè. Rồi xong rồi đi tới bệnh viện đó để cho người ta truyền nước đồ này kia nọ, để cho nó giảm bớt cái cơn này kia nọ thôi. Chứ còn không, bị vậy không ăn gì được hết quý vị. Cái kiểu như bị ói hoài vậy đó, không ăn được. Chỉ có một cái là cái đứa con đó sợ nó bị thiếu chất này kia nọ đó, hoặc là nó sinh non vậy đó thôi. Chứ còn coi như là cô này là người ta nói cái trường hợp cái răng của bị vậy thôi. Chị làm em ngứa răng luôn á chị. Nghe kể mà người rụng răng. Thưa quý vị, chúng ta cũng biết là trí tuệ nhân tạo AI đó thì bây giờ nó lớn trong nhiều lĩnh vực lắm. Đến nỗi mà ở Việt Nam họ cũng ra cái lệnh cấm là trí tuệ nhân tạo mà hễ mà làm trên những cái trí tuệ nhân tạo mà post lên Facebook hay YouTube á, những cái gì mà làm mà có độc hại là phải bỏ xuống. Tuy nhiên trong trí tuệ nhân tạo tại Hoa Kỳ thì bây giờ người ta lại dùng cái trí tuệ nhân tạo để bào chế thuốc. Chế thuốc và trí tuệ nhân tạo lần đầu tiên được tức là người ta đưa những cái information dữ liệu vô trong trí tuệ nhân tạo, rồi xong á, rồi bắt đầu nó ra những cái đó, nó ra công thức nó ra công thức để bào chế thuốc. Và hôm nay là lần đầu tiên có một cái loại thuốc phổi, bổ phổi giúp cho quý vị là mắc chứng bệnh sơ phổi mãn tính để ra là đang được thí nghiệm lâm sàng. Đây là một trong những cái một những cái biến cố khoa học đó, thưa quý vị. Thấy rằng trong những cái hại của AI cũng có, mà cái lợi cũng có rất là nhiều. Tuy nhiên tùy theo cái cách sử dụng của mỗi một người và những người có trách nhiệm, những người nhà khoa học này kia đó. Người ta cũng có những cái bản tin người ta nói rằng á, cái AI đó nó làm ra những cái giống như máy bay rồi bắn rồi kia đó luôn. Xong rồi đi tấn công đó, thì cái người mà ngồi mà chỉnh, người mà chỉnh cái drone đó đi tấn công đó, thì nhiều khi á, nó nói rằng là cái con nó quay lại nó tấn công cái người này nữa. Tự vì cái người này nhiều khi, tự vì khi mà cái drone nó ra lệnh là được tấn công đó, thì nó cứ tìm mục tiêu nó tấn công thôi. Mà nếu mà mình ngăn cản nó lại á, thì nó sẽ lập tức nó phản lại mình. Người ta còn bàn cãi về cái vấn đề. Nhưng mà hình như chắc chưa đưa ra chiến trường đâu, là tự nhiên. Chưa đâu, chưa. Cái đó nó toàn là còn trong phòng thí nghiệm. Cái loại đó là còn trong phòng thí nghiệm á. Nhưng mà thấy mỗi ngày mỗi thêm là AI nó, mỗi ngày nó mỗi làm thêm. Chẳng hạn như là nếu mà chúng ta muốn làm một cái, nhiều bạn ở Việt Nam, bạn trẻ Việt Nam muốn làm những câu chuyện mà thần thoại mà bằng tranh ảnh đó chị, để bán trên Amazon họ ăn cắp ý tưởng từ những cái cuốn truyện khác, xong rồi nói cho AI đó, AI đó sẽ soạn ra cả một cái kịch bản, rồi nói về cái hình ảnh muốn như thế nào, nó vẽ luôn hình ảnh cho mình, vẽ hình ảnh xong cái lấy cái câu kịch bản đó ép vô cái hình đó ra thành những cuốn truyện mới của mình. Bởi vì riết con người đâu cần suy nghĩ nữa đâu. Không cần suy nghĩ nữa. Vì riết là thôi hết. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi, quý vị xin, chúng tôi luôn xin nhắc lại là bây giờ quý vị có thể xem chương trình truyền hình của Vietface TV trên khắp thế giới bằng một cú nhấp chuột thôi. Đó là vào vietface.com để quý vị xem ở trên mạng nha quý vị. Vietface TV hay Vietface gì đó chúng tôi sẽ hỏi kỹ, nhưng mà vietface.com hoặc là vietfacetv.com, quý vị sẽ được xem chương trình trên mạng 24/24, đầy đủ hết tất cả chương trình của chúng tôi mỗi ngày. Và đương nhiên là chương trình Chuyện Phố Phường sẽ sớm hơn trên YouTube 1 tiếng đồng hồ, tức là từ 5 giờ đến 6 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu, và từ 11 giờ tới 12 giờ California vào thứ ba, thứ năm, thứ bảy. Tuy nhiên trên kênh YouTube thì quý vị có thể xem lại 330 chương trình của chúng tôi, xem tới xem lui và xem rất là nhiều chương trình khác đã lưu trữ sẵn trên YouTube. Mỗi bên có một cái tiện lợi riêng. Tuy nhiên muốn xem chương trình của chúng tôi thuần túy trên TV với nhiều tiết mục khác nhau và nhiều cái chương trình mà phải nói là không có sợ đụng bản quyền YouTube, thì quý vị cứ coi trên vietface.com để quý vị xem.
và chương trình của chúng tôi. Luôn luôn mong được quý vị yêu thương cũng như là ủng hộ để chương trình chúng tôi còn có thể sống mãi. Hôm nay là 300, hình như là 330 chương trình rồi đó chị. Vậy đó hả? Chị cũng không đếm nữa, chị thấy chị biết là 330 mấy đó. Nào, hả? Có thể là 330 chương trình rồi đó. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và chúc quý vị một ngày thật là vui vẻ. Xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ sáu tuần này với một chiếc chương trình rất là đặc biệt. Xin chào tạm biệt. Xin kính chào quý vị. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Việt Face TV.